Hai, cuộc sống này thật là bình yên quá mấy bạn ơi. Trời ơi, rồi xong té xuống nước luôn rồi. Ai trời ơi là trời. Thôi không sao, cá heo mà phải bơi dưới nước chứ. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã đến với một video mini quiz mới của mình nha. Yeah. Ok anh em ơi, thì hôm nay nè là mình có mời đến hai YouTuber vào đây quay video cũng mình, chính là Sóc Bay và Mèo Thân Tai. đi về. giỡn anh chị ta giỡn chị ta, mình nói lại. Hôm nay mình có mời đến hai YouTuber vào đây quay video cùng với mình, đó chính là anh Mr. Dịch với lại là Mèo Simmy các bạn ơi. Đó. Ok, thì trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để lại cho mình một like nè, một share nè, và nhớ mình nút subscribe đăng kiếm họ cho kênh YouTube của mình, để giúp cho mình mau mau đạt được 1 triệu subscribe anh em. Để mình mau mau để có thể đạt được 1 triệu subscribe, chúng ta cùng nhau đến với gọi là bộ 3 triệu sub nha anh em. Còn bây giờ thì vào video hay nào mấy bạn ơi, let's go. Thì ok bạn ơi, hôm nay nè mình có mời Mèo Simmy với anh Mr. Dịch vào trong đây để chơi chung với mình một cái mini game. Thì cái mini game này có tên là gì anh em biết không? Thì cái mini game này có tên là sinh tồn trên một trái TNT nha anh em. Đó, bởi vì là chúng ta đã sinh tồn quá gọi là yên bình rồi, cho nên hôm nay mình mời anh Dịch với lại Simmy gọi là sinh tồn trên một cái quả TNT, là có nghĩa là nó sẽ hơi nguy hiểm một xíu đúng không? Simmy. Mình ra góc bên kia sinh tồn hai hai người thôi, không chơi với Phong nữa. Phong kiểu nhà quê ấy, lỗi mốt ấy. Người ta mini qua giờ sinh nhật người ta có quần áo mới hết rồi, Phong mặc bộ đồ cá mập mà kêu là mình đẹp trai rồi. Ôi không quê quá. Ủa vậy đâu Liên à, hỏi các bạn xem video coi xem là các bạn đã đổi được bộ này chưa, giờ nó là mốt á, là thời trang á. Trời ơi, cái bộ đồ có hình gì đây? Hình con này là con gì đây? Con báo hả? Trời ơi, nhìn cái bộ đồ như mấy đứa trẻ trâu vậy đúng không anh em? Phải mặc đồ như là mình mới đẹp. Mình bộ đồ của mình với Simmy với Phong Cận đang trẻ trâu hơn. Đúng rồi, mấy bạn thử comment coi bộ đồ của ai trẻ trâu hơn. Mình thấy bộ đồ của mình đẹp muốn chết luôn, cái bụng trời ơi, trẻ trâu muốn chết luôn, trẻ trâu muốn chết luôn. Trời ơi. Ok thôi, không nói nhiều nữa, chúng ta vào đây đi để chúng ta chơi sinh tồn chứ đâu phải vào đây để chúng ta khoe quần áo đâu, dịch kỳ quá. Thôi giờ vào chơi sinh tồn đi. Thì mấy bạn ơi, cái việc đầu tiên mà chúng ta bắt đầu khi mà vào chơi sinh tồn á, thì mình luôn luôn sẽ là gì các bạn hiểu không? Là hãy đào bên dưới cây, chắc chắn sẽ có kho báu cho mấy bạn. Mình nói thật luôn á, thề 100%. Đó, thấy không? Đào bên dưới cây sẽ có kho báu liền. Ồ, kho báu xịn nha, kho báu xịn nha. Dịch. Cho Phong à. Ủa Dịch, anh là mình đồng da sắt hay sao mà bắn mãi anh không chết Dịch hả Dịch? Trời ơi, bạn chủ map này chắc bạn thì cũng coi kênh của Hero Team nhiều, bạn ấy biết là mấy thằng trẻ trâu trong Hero Team là những cái thằng mà hay bắt súng đi bắn người khác em. Và bạn thì chắc rồi. Ok, hiểu. Ui, có mấy cục phân này Dịch. Ê Simmy, tôi có. Anh vừa ném phân mọi người em á. Tôi có đồ cho bà đắp mặt nạ nè, nè lấy đi. Ok. Rồi mình để mình qua bánh cây này, mình đào coi dưới cây này có gì nha. Ok, cái cây của mình là nó có súng, là cây của Dịch thì nó có phân nè. Để coi cây này có gì. Ui, cây. Mảnh cổng lòng đất. Ok rồi, mình có mảnh cổng lòng đất rồi nè. Rồi qua bên cây này có gì thôi, nha. Phong ơi, thử solo bắt cua xem ai được kia chưa. Thôi em không solo bắt cua đâu Dịch. Dịch chơi Cindy, Dịch mày đặt solo bắt cua với em. Ok. Solo wow, bắt cua. Bên đây có hạt cây nè, hạt này để trồng hoa hả ta? Nhưng mà mình trồng hoa làm gì trời. Ok lấy nè. Còn cái cây nào không? Ơi trên đây còn cây nè. Để lấy. Ok nè. Xem ơi, xem nè, đồ ăn nè, tôi cho bà đồ ăn nè, bà đừng lấy đồ ăn của Dịch đó, đồ ăn của tôi cho bà. Đừng cứ. À, cho cái này nè. Đâu, cho gì? À, gỗ hả? Ok, cảm ơn Sim nha, Sim chăm chỉ quá, Sim đi đào gỗ giùm cho mình các bạn ơi. Ok rồi, để mình xem coi, bây giờ có gỗ đây, chúng ta sẽ làm gì đây? Mình sẽ chế thành gỗ thường nha, sau đó chúng ta sẽ chế chúng ta một cái bàn chế tạo nè. Nè, Dịch ơi, bây giờ em chế xong gọi là cúp nè, anh một cây, Sim mấy đôi? Sim mấy đâu? Nè, cầm đi. Nè một cái cúp nè, đã cầm đi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đào đá nha. Là quanh đây còn cây không vậy? Hả? Không, hết cây rồi. Mình kiếm hết đồ rồi. Bạn chủ map này, bạn đi cho map nghèo vậy. Thôi không sao anh, bây giờ mình đi, mình đào, mình kiếm thêm gọi sao ta. Đất ở đâu để đào Phong? Đất ở đâu rồi? Đất dưới này hả? Thì mình đào xuống dưới anh, để em đào phụ cho từ. Có khối dân làm đẹp trai nè, cho mình cái bánh nè. Đâu đâu, như vậy đâu. Đẹp trai mà bán hàng kiểu đa cấp. Wow, anh Văn Làng đẹp trai. Ui, anh Dương Làng xuất hiện, anh Dương Làng cho mình cái bánh nè, nhưng mà đứa nào ăn hết nửa cái bánh rồi. Không, ông Dương Làng lại cho mình một miếng thôi. Ông à, ôi ngon quá. Đi làm nó ăn dở, nó chụp qua. À, ơi, chết anh ơi.
Thôi xong em rồi, anh ơi, biết đâu ông dân làng này ổng bị corona, cái ổng đưa cho em cái bánh em ăn vô, em lỡ ăn hết một nửa cái của ổng rồi, thôi xong em bị nhiễm corona với ổng rồi. Rồi xong, phong cận clip luôn. Thôi đem xem coi. Anh ơi, bên đây còn nè, bên đây còn nè. Anh bấy bụng không? Bên đây còn một cái nữa nè, anh ăn đi. Không, anh đã chết đói hơn chết vì bệnh. Nè xem ăn ngay xem. À không, sao tôi khỏe lắm, tôi không cần bệnh. Trời ơi, tôi nói mà không sao đâu. Trời ơi, mấy người này sợ gì không biết tôi có bị gì đâu, thấy không? Tôi có bị gì đâu, thấy không? Tôi có bị gì đâu. Ơi, đứng lại. đứng lại tôi ho cho nghe nè. Cái gì vậy? Sao mà quay ra không vậy? Ôi trời ơi, trời ơi, dịch ơi, quay ra không mà dịch ơi. Ok đây thôi, tạm biệt mọi người, em chui xuống nước, em bơi đây, em trốn dưới nước đây, em không đi lên bờ đâu. Oh my goodness. Trời ơi, mấy bạn ơi, bạn nhìn kìa. Trời ơi, một đường quái vật luôn. Trời ơi, quái vật nhiều. Trời ơi, what the hell? Tại sao trên hòn đảo lại có nhiều quái vật đến như vậy? Trời ơi, cái này. Sư bạn của Lai bốn phong anh, quên nhầm bánh phong không? Dịch ơi, dịch ơi, quái vật nhiều quá. Giết nó anh. Ủa bánh phong ơi, sao nó không hiện bánh ngay ta? Ai hiện rồi nè. Ôi, trời. Trời còn mấy con trứng nổ của anh, mấy con trứng nổ mới nguy hiểm nè. Đâu bỏ, nó dưới sông không nổi đâu. Mày hả mày? Quay rồi, đó. Thôi, anh ơi, luôn. Anh ơi, cái này đúng nghĩa là sinh tồn cực khó luôn ấy anh. Mới buổi tối có tí xíu thôi mà mấy quái vật xuất hiện quá trời luôn. Mày hả mày? Trời, dịch okay, đang đánh. Nè. Dịch đang đánh chim cút. Cực khảo luôn, trời đất. Ơi, dịch đây. Dịch Simmy qua đây coi có con gì nè. Có gì à? Em không biết. Ủa? Đâu con gì đậu trên đây. Có gì không? Ủa con này con gì à Sim? Sim ơi, Sim biết con này con gì không? Con này là con tiểu yêu quái à. Con đi xuống mày, đi xuống. Trời, quan trọng là người ta hỏi tác dụng của nó làm gì chứ ai người ta hỏi biết được tiểu quái trời. Ôi, nó phun lửa kìa. Khỏe ơi. To luôn anh. Trời ơi, đầm. Ây da. Trời ơi, nó phun nước miếng vô mặt em, nó bị corona sao nó phun nước miếng vô mặt em. Con quỷ này thật là đáng ghét, tao sẽ giết mày. Nạp đạn ở súng nè. À, mày hả mày? Chết đi, ủa nó ra cái gì nè? Ơ, à, cái này mình uống cho mình bị sao á, uống vô đi không? Thôi Sim uống thì tôi nhường Sim á. Nhìn tôi chôn dịch nha. Chôn gì? Ui. À, cha. Cắn dịch đi. Sợ quá, cái tên hiện lù trên đầu, sợ quá. Ủa kì á, ủa Simmy biết hành con này, sao Simmy không quýnh dịch được? Không quýnh được à. Rồi xong. Thôi dịch đây, Simmy mãi mãi là biến thành con này rồi. Bây giờ phải có một chàng hoàng tử đến hung Simmy, cái Simmy mới trở thành người được. Thôi được rồi, xong rồi. Anh lên biết đi gọi ai rồi. Đúng rồi, em biết phải đi gọi ai rồi. Em phải đi gọi một người nào đó gọi là hung được Simmy. Cá hung chị đi cá. Trời, được luôn kìa dịch. Vậy có hả? Có nè, Simmy nhảy xuống hồ, cái con cá nó hung Simmy, cái xong Simmy biến thành người luôn, phải nồi. Ok, thôi được rồi, thôi xin tồn tiếp đi. Trời, tào lao quá. Quái vật con gì? Mày solo đi, có thằng nào chết trước. Ok rồi, mình đã giết được nó rồi. Rồi bên đây còn hai ba con nữa rồi, xong chết queo luôn. Bye rồi. Nhiều lắm luôn á, trong này có một mấy ổ luôn á. Mày ơi, phóng ơi. Dạ gì anh? Không, anh phát hiện ra là ở trong này có cái kho báu. Gì? Có kho báu hả? Đâu? Ê, em đào, đứng đây, đứng cho anh. Xong đào thẳng mặt anh đang quay nè. Đấy, đào thẳng. Ok. Kho báu. Cứ đi thẳng đi, anh đọc, anh đang soi, anh bật hack à. Thiệt hả? Kho báu. Cái gì? Sao quá giật vậy? Ok, em giết hết, em chỉ sợ trứng nổ thôi, chứ em sợ mấy con này đâu. Mày, tao không bị chết. Cái đạo phộng. Em mới vừa nói tao không bị chết đâu, cái nó giết em chết luôn anh. Vãi thôi. Từ, mọi người đang ở đâu vậy? Từ, đem em quay lại chỗ mọi người rồi. Từ, tôi xong xin chết quay luôn rồi. Để em nạp đạn vô, em giết hết nó. Tránh ra. Tao là lính xe ôm đây. Mày hả mày? Ok. Wow, quá trời độ trên mặt trăng luôn. Trời ơi, Simmy nó đẹp. Ê, quái vật nó hả? Trời nhiều vậy. Nhiều lắm trời. Ui, tên dịch đã bị quái vật thâm đứt chết. Rồi xong, tôi lỡ tôi giết anh dân làng luôn rồi. Rồi xong, xin lỗi. Trời ơi, lấy cứu anh rồi, lấy con quái vật, con có bẫu với rồi. Trời tối rồi. Bảo ơi, con quái vật nó bấm vào đít rồi. Trời ơi, quái vật nhiều quá bạn ơi. Trời, buổi tối cái quái vật xuất hiện quá trời luôn. Trời ơi, không xong rồi, không xong rồi. Dịch ơi. Vậy đây, bây giờ anh em mình phải lên mặt trăng thôi, ở dưới đây nhiều quá giật quá không được rồi. Ok thôi, mình phải lên mặt trăng đây, tạm biệt các bạn nha. Mình đi lên mặt trăng trước đây, anh dịch với Simmy ở lại đi. Anh ơi, anh ở lại. Ủa, đi nha. Sao tôi không có cái đấy à? Hả? Nè, dịch cũng có cái nè, lấy đi. Rồi đi. Bơm dầu vô đi. Sao dịch đẩy em xuống dưới? Bơm dầu vô đi. Anh đẩy em xuống dưới luôn rồi, trời ơi trời. Thầy bơm với anh rồi á. À chết, em đi nhầm.
Để tôi với. Ok rồi, đi thôi. Dịch đâu, xin mày đâu, nhanh lên. Bơm vô. Ok rồi, thôi em đi trước nha. Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình với anh Dịch đã được đi lên mặt trăng rồi nè. Chúng ta đã thoát khỏi được cái hòn đảo gọi là TNT, gọi là quá trời zombie rồi các bạn ơi. Khổ muốn chết luôn á trời. Ok, rồi tới được mặt trăng rồi nè. Wow, trời ơi, vậy là chúng ta an toàn rồi bạn ơi. Khoan, phải đeo cái bình oxy vô đã. Chưa đeo bình oxy vô làm sao mà an toàn được. Ok rồi, cuối cùng cũng đã lên được tới mặt trăng rồi. Hey, ok bạn ơi, thì mấy bạn có thấy gọi là video hôm nay gọi là kịch tính không? Quá trời quái vật xuất hiện trong cái map gọi là TNT luôn. Trời ơi, trời khổ muốn chết. Ai, để mình chui vào đây. Ok bạn ơi, bây giờ chúng ta đã lên được mặt trăng rồi. Thì sắp tới này, mình với anh Dịch với lại Simmy sẽ làm một video sinh tồn trên mặt trăng nha. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video này cũng đã dài rồi. Mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên là hãy để lại cho mình một like nè, một share nè. Và nhớ bấm subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Giúp cho mình mau mau đạt được 1 triệu. Ê, gì? Cái gì vậy? Gì vậy? Vũ khí trên mặt trăng. Trời ơi, trời, em đang chào mọi người mà anh đào em rơi xuống rồi nè. Rồi ok, để em leo lên rồi, em leo lên. Trời ơi, trời. Ok bạn ơi, thì các bạn đừng quên là hãy gọi là đăng ký ủng hộ cho mình và các thành viên của Hero Team đó nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại em ở những video lần sau nha. Bye bye, yêu anh em, phải rồi, tạm biệt. Bước 1, mở trình duyệt web. Bước 2, nhập trang web miniworldgame.com. Bước 3, bấm vào nút Google Play hoặc các em cũng có thể bấm vào nút Official APK cũng được nhé. Bước 4, bấm vào nút Download. Sau đó, bấm vào file vừa tải xuống, cài đặt. Chờ một tẹo nha, để cho game được tải xuống. Bây giờ thì các em có thể mở game lên, đăng nhập vào tài khoản của mình và chơi là được rồi.